ngỏ lời với Cruz không hôm qua có hỏi anh rồi mà anh sang Nono mất. Ơ, tại sao lại không em? Làm đi em. Tại sao có nhiều bạn thì bạn khó hiểu vãi lồn nhỉ? Đi bạn thích người ta nhưng mà đéo dám nói. Các bạn để trong lòng các bạn không thấy khó chịu à? Nói mẹ ra đi xong đi bẻ mình. Tại vì nếu như mà nó đéo đồng ý hay nó đéo thích mình ấy thì mình còn có đi bẻ mình còn có thời gian thì mình kết thúc hẳn cái mối quan hệ đi, mình còn đi tìm hiểu con khác. Đi bẻ cái cuộc sống cứ đi bẻ cứ phải làm lòng hoàng lên làm cái đéo thì khó hiểu vãi lồn. Còn nếu như mà crush của bạn mà nói cái câu là để em suy nghĩ đã hoặc là em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này ý, thì chứng tỏ là nó đang đợi xem có thằng nào có kèo nó thơm hơn không để nó đi đớp đấy. Thì mẹ những con đấy đi tránh xa ra nhá, con đấy nguy hiểm vãi lồn. Còn những cái con đứa con gái mà nó nói thẳng luôn là em đéo thích anh ý, thì hãy cố lên nên tán những đứa ấy nó thẳng tính. Thẳng tính thì thường hay chung thủy. Just let me know so the pain won't hurt you.